Bị mỉa mai chuyện tình cảm, diễn viên Cát Phượng lên tiếng. Trải qua biến cố tình cảm, Cát Phượng khẳng định bản thân cảm thấy vui khi nhìn thấy sự nghiệp của người cũ phát triển. Đồng thời, cô cũng sẵn sàng mở lòng để đón nhận tình yêu mới. Cách đây không lâu, cô còn tiết lộ đã mở lòng và đang tìm hiểu một người đàn ông Việt Nam ở nước ngoài. Trên trang cá nhân của Cát Phượng, đa phần fan đều bày tỏ sự vui mừng và mong nữ nghệ sĩ sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc. Bên cạnh đó, vẫn xuất hiện nhiều bình luận kém duyên. Cụ thể, bên dưới bài đăng của Cát Phượng, một cư dân mạng mỉa mai: "Mới đây mà mở lòng lẹ vậy má, tìm người lấp đầy khoảng trống hả?" Ngay lập tức, nữ nghệ sĩ đã đáp trả cực gắt: "Đừng lấy bạn ra mà nói người khác. Với tôi, yêu là yêu, không là không, không có chuyện thay thế. Và đừng đọc cái tít rồi áp đặt. Sao không thông minh và nghĩ tinh tế hơn, mở lòng làm bạn cũng là mở lòng vậy má." Động thái này của Cát Phượng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nữ diễn viên có màn đáp trả cực gắt nhưng cũng không kém phần tinh tế. Đây không phải là lần đầu tiên Cát Phượng thẳng thắn đối chất với anti-fan. Trên mạng xã hội, cô liên tục bị réo gọi về chuyện tình cảm trong quá khứ.